Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng có tới 53 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, trong đó mới chỉ có 32 cơ sở đã được cấp phép. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là ở ngay chính những trung tâm bảo trợ xã hội công lập, tức là do tổ chức nhà nước thành lập và quản lý, nơi mà hầu hết đều có đủ cơ sở vật chất, nguồn kinh phí đến cả con người vận hành, thì hoạt động của nó ra sao? Liệu mọi thứ có tuyệt đối an toàn như là nhiều người vẫn tưởng hay không? Những lùm xùm thiếu minh bạch xảy ra ở chùa Bồ Đề Hà Nội liên quan tới câu chuyện mua bán trẻ em. Hay vụ bạo hành trẻ em HIV ở trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đều xuất phát điểm là những trung tâm bảo trợ xã hội uy tín nhưng lại đều khiến dư luận dậy sóng vì bị phát giác ra không ít những tiêu cực. Khi mà cái vụ việc này phanh phui thì chúng ta phải cần phải điều tra làm rõ và xử lý thích đáng đối với tất cả những người có liên quan. Cách đây năm ngoái mình cũng đã đến một cái cơ sở và cơ sở đó có phép đàng hoàng đó, nhưng mà cũng nảy sinh ra những cái vấn đề tiêu cực chứ không phải không có. Đó, thành ra là mình nghĩ rằng đã là có phép mà còn có vấn đề, huống chi là không phép. Với câu chuyện bảo mẫu bạo hành trẻ em HIV, nhiều nguyên nhân được đưa ra là do trình độ kiến thức các cô bảo mẫu còn hạn chế hay do áp lực công việc nặng nề. Thế nhưng, một cơ sở bảo trợ thuộc nhà nước lại thiếu sâu sát trong công tác giám sát, thanh tra là điều khó chấp nhận. Thực tế, việc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vốn đã vô số những khó khăn mà bấy lâu nay vẫn chưa có phương án giải quyết thỏa đáng. Cái tình cảm gia đình không có và như vậy về lâu về dài lớn lên có ảnh hưởng đến vấn đề tâm sinh lý của các trẻ hay không? Có ảnh hưởng vấn đề nhân cách của các trẻ hay không? Trẻ tới tuổi dậy thì, ví dụ như cái nơi mà có nam có nữ thì chúng ta cũng rất là lo quản lý cái vấn đề giáo dục cái giới tính cho các trẻ như thế nào, cơ sở nào mà chỉ có nam không, nữ không, mình cũng cảm thấy băn khoăn. Bởi vì hiện nay là thí dụ như trẻ nó ở lâu quá, ở gần nhau quá, rồi có thể nảy sinh ra những cái tình cảm khác, ví dụ chẳng hạn như vấn đề đồng tính. Không có sự chăm sóc nào đối với trẻ em bằng cha mẹ, không có cơ sở bảo trợ nào có thể thay thế cha mẹ. Một cơ sở bảo trợ công lập hay ngoài công lập cũng mang lại những lợi ích xã hội nhất định và cũng tồn tại những khó khăn cũng như những bất cập riêng của nó. Nhưng không thể phủ nhận, việc các cơ sở bảo trợ nói chung hay các cơ sở nuôi dạy trẻ nói riêng cần phải được cấp phép để giúp cho việc quản lý tốt hơn.